Giữa showbiz hàng đầy cám dỗ và khắc nghiệt, ngày ngày có biết bao tin đồn chia tay, ly dị. Thế nhưng, đâu đó vẫn tồn tại nhiều cặp đôi hạnh phúc bên nhau, tình cảm đun bền chặt và mặn nồng như thuở ban đầu. Đó là Suyeon SNSD và bạn trai Jung Kyung Ho. Mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp Suyeon đi siêu thị cùng với nam diễn viên Jung Kyung Ho. Cả hai đeo khẩu trang cẩn thận giữa lúc tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc diễn biến phức tạp, đều đội mũ, ăn mặc đơn giản để tránh gây sự chú ý. Jung Kyung Ho ga lăng chủ động đẩy xe đồ, còn đứng đợi khi bạn gái mải mê làm việc riêng. Những bức ảnh đời thường như vậy tuy không quá đặc biệt nhưng lại thể hiện được tình cảm bền vững của Suyeon và Jung Kyung Ho. Chứng kiến loạt khoảnh khắc này, các fan vô cùng ấm lòng và khen ngợi rằng họ trông giống như đôi vợ chồng son cùng nhau đi mua sắm. Nhiều người còn gửi lời chúc, mong cặp đôi người sớm về chung một nhà. Nửa thập kỷ bên nhau chẳng ồn ào. Năm 2014 thực sự là một năm đáng nhớ đối với người hâm mộ xứ sở kim chi nói chung và đặc biệt là của các S1, fan club của SNSD. Khi Dispatch liên tục tung ra loạt ảnh hẹn hò của các idol, kéo theo hàng loạt những thông tin xác nhận hẹn hò đến từ phía chính các nghệ sĩ. SNSD là nhóm nhạc có số lượng thành viên xác nhận hẹn hò nhiều nhất, điều này khiến các S1 không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, SNSD đã có những 4 cô nàng trên tổng 9 thành viên khi đó đã chính thức xác nhận thông tin hẹn hò. Trưởng nhóm Taeyeon, Park Hyun, Iso, Visojuna, diễn viên Lee Seung Gi, Tiffany, Nikun, 2PM và cuối cùng Soyeon, diễn viên Jung Kyung Ho. Khỏi phải nói truyền thông lúc ấy đã dậy sóng như thế nào khi SNSD được biết đến là nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop, một hiện tượng của làng giải trí Hàn Quốc và thế giới. Một trong những cặp đôi gây chú ý nhất chính là Suyeon và nam tài tử điển trai Jung Kyung Ho khi họ không những xác nhận thông tin hẹn hò mà còn cho biết rằng họ đã hẹn hò được 2 năm. Điều này khiến các fan của SNSD hoàn toàn sửng sốt bởi không ai có thể ngờ cô nàng chân dài kính tiếng lại có một khoảng thời gian hẹn hò lâu đến vậy. Bất ngờ, nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy thán phục trước sự lặng thầm và khả năng giữ bí mật của cô nàng Suyeon, trong khi các thành viên khác vừa hẹn hò được vài tháng đã bị báo chí khui ra. Nơi tình yêu bắt đầu. Trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình trước đây, Jung Kyung Ho tiết lộ rằng một người quen đã giới thiệu anh với Suyeon. Một người bạn đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Thật ra thì tôi không yêu cầu người bạn đó giới thiệu tôi với cô ấy đâu, nhưng tôi đúng là có ý định riêng trong lần đầu gặp gỡ cô ấy, nam diễn viên cho hay. Nếu xét trên phương diện nghệ sĩ đang bị phơi bày đời tư, đặc biệt là đối với làng giải trí Hàn vẫn còn tồn tại định kiến, thì việc những hình ảnh hẹn hò của ngôi sao công khai mà vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ phía công chúng đã cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của công chúng với cặp đôi. Thật tuyệt khi tình yêu không gây ra định kiến mà góp phần khiến hình ảnh chúng ta đẹp thêm trong mắt mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, fan cũng rất thích thú bởi Jung Kyung Ho thường xuyên để lại những bình luận hết sức dễ thương trên Instagram của bạn gái, có khi bày tỏ sự ngạc nhiên trước bộ ảnh táo bạo của ca sĩ, có khi lại là những lời phàn nàn đáng yêu. Qua đó, fan thấy được sự gắn kết chân thực giữa hai người. Ngẩng đầu ngay lập tức một khi tên người yêu được nhắc đến. Đó là cách mà bài báo của tờ Eugen Sports bắt đầu. Nam diễn viên ngay lập tức ngẩng đầu mỗi khi tên của bạn gái được nhắc đến. Jung Kyung Ho không tiếc lời khen ngợi sự sâu sắc và thấu hiểu của bạn gái, cũng như khả năng làm mọi người xung quanh cô ấy hạnh phúc. Suyeon không thích rượu, vì vậy chúng tôi không thường xuyên đi uống. Nhưng khi đi uống cùng nhau, tôi sẽ uống một mình. Tâm hồn chúng tôi đồng điệu với nhau. Tôi luôn cảm thấy biết ơn, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy, người đã luôn rất chu đáo. Nam diễn viên bày tỏ lòng biết ơn với bạn gái. Khi được hỏi về nét tính cách cuốn hút nhất của Suyeon, nam diễn viên cho biết bạn gái là một người cực kỳ ấm áp, đã cho anh ấy thật nhiều sức mạnh. Anh cũng miêu tả bạn gái như một người luôn biết khen ngợi và động viên anh. Cô có tinh thần lạc quan, thứ mà anh ấy thiếu và cũng rất muốn sở hữu. Cô ấy luôn ấm áp, thứ mà tôi còn thiếu. Cô ấy rất biết nghĩ cho người xung quanh. Thực sự quá rõ ràng, những tính cách mà Suyeon sở hữu là thứ mà tôi không có. Nhưng điều ấy lại khiến tôi thích cô ấy nhiều hơn. Tôi tin rằng tất cả những sai lầm đều được gây ra bởi đàn ông. Bởi vậy, tôi nghĩ tất cả những gì mà tôi cần làm là đối xử với cô ấy thật tốt. Thực sự thì cô ấy đã cho tôi rất nhiều sức mạnh, nam diễn viên chia sẻ một cách sâu sắc. Được biết trong quá trình anh ở quân ngũ, Suyeon đã là nguồn động viên lớn đối với anh. Những gì anh cảm nhận được từ người yêu và cách mà anh nói về tình yêu của mình thật khiến nhiều người phải thầm thì ghen tị với cô nàng Suyeon vì sớm có được tình cảm thật đáng trân trọng khi cả hai đến với nhau bởi sự đồng điệu trong tâm hồn. Kế hoạch kết hôn. Nếu theo dõi hoạt động của Suyeon thì sẽ nhận ra sau khi hẹn hò với nam diễn viên điển trai, nàng mới bắt đầu bén duyên với nghiệp diễn. Dù nhận được nhiều lời hối thúc nhưng trong một cuộc phỏng vấn, Jung Kyung Ho cho biết anh và Suyeon vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Nam diễn viên chia sẻ, cả hai đều muốn đợi đến khi đạt được những mục đích đã đề ra trong sự nghiệp. Tôi muốn giúp Suyeon bắt đầu sự nghiệp diễn xuất như một diễn viên bằng cách trở thành trụ cột thật tốt cho cô ấy. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cô ấy hay cản trở sự nghiệp của bạn gái bằng một đám cưới. Tôi muốn nhìn thấy Suyeon làm việc thật tốt. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn sau đó.
Chính những chia sẻ chân thành như vậy đã khiến Jung Kyung Ho ghi điểm rất lớn trong lòng người hâm mộ. Bởi không phải ngôi sao nào cũng dám công khai chuyện tình cảm trên mặt báo. Hành động của Jung Kyung Ho được coi là rất đáng mặt đàn ông vì một số ngôi sao nam khác ra sức phủ nhận chuyện tình yêu mặc dù đã bị báo chí công khai hình ảnh hẹn hò hay thậm chí bị dư luận tìm được bằng chứng xác thực. Không chỉ vậy, sau khi công khai chuyện hẹn hò, tất cả các cặp đôi khác ở KBIS bận rộn với lịch trình và không có đủ thời gian dành cho nhau, thì Soyeon, Jung Kyung Ho vẫn lặng lẽ với tình cảm bền chặt của mình. Có thể nói, bạn trai cũng đồng thời là nguồn động viên và người tư vấn giúp Soyeon cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình, cũng như gây dấu ấn với khán giả bằng lối diễn tự nhiên đến ngỡ ngàng. Bằng chứng là nàng đã được giao nhiều vai chính khác nhau trong thời gian vừa qua, kết hợp với nhiều đàn anh kỳ cựu trong nghề. Jung Kyung Ho, trước đây anh cũng từng thổ lộ ý muốn kết hôn cùng Soyeon vào thời điểm thích hợp và nói thêm rằng anh sẽ cầu hôn cô vào ngày anh nhận được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Có thể nói gia tài diễn xuất đồ sộ vẫn chưa làm thỏa lòng chàng diễn viên điển trai. Về bạn gái, anh chia sẻ, tôi vẫn chưa có kế hoạch cho việc kết hôn. Tôi biết tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn sau khi kết hôn, vì vậy tôi muốn kết hôn. Nhưng tôi không thể chỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi cũng nghĩ về người bạn đồng hành của tôi. Tôi muốn giúp cô ấy, Soyeon, bắt đầu sự nghiệp như một diễn viên bằng cách bên cạnh cô ấy từng bước. Tôi không muốn tạo thành gánh nặng hay cản trở sự nghiệp của cô ấy với việc kết hôn. Tôi muốn Soyeon thoải mái làm việc. Tôi nghĩ chúng tôi có thể kết hôn sau đó. Những chia sẻ của anh khiến người hâm mộ thêm phần ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Jung Kyung Ho rất biết chăm lo và suy nghĩ cho người yêu. Họ không vội vàng để có được nhau. Họ từ từ bên nhau, đồng hành cùng nhau xây dựng sự nghiệp, xây dựng nên lâu đài vững chắc bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Thật hiếm có chuyện tình đẹp như vậy ở showbiz vốn dĩ vẫn luôn thị phi. Soyeon sinh năm 1990 trong một gia đình trong ảnh thế Việt nhiều đời. Các thành viên trong gia tộc từ ông nội cho đến bố mẹ, chị gái của cô đều là những người thành đạt, có địa vị trong xã hội, thậm chí còn nổi tiếng trong giới nội thất và nghệ thuật. Ông nội của nữ ca sĩ là chủ sở hữu một công ty kiến trúc hàng đầu Hàn Quốc, từng tham gia thi công trung tâm nghệ thuật Seoul hoành tráng. Cha cô xuất thân từ trường đại học Seoul danh giá, từng làm việc lâu năm tại công ty hàng đầu Hàn Quốc. Hiện tại, ông đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và là chủ tịch Hiệp hội Phòng chống mù loà Hàn Quốc. Mẹ của Soyeon từng học chuyên ngành thanh nhạc và cho Soojin, chị gái của Soyeon, là diễn viên nhạc kịch, lồng tiếng, thuyết minh phim truyền hình. Soyeon đã ra mắt ở Nhật từ khi 12 tuổi khi trở lại SM Entertainment và trở thành một mẫu của SNSD. Ngoài ca hát và diễn xuất, cô còn tham gia làm VJ, MC cho nhiều chương trình quốc gia, kể cả chung kết Hoa hậu Hàn Quốc. Với chiều cao 1m70 cùng đôi chân dài miên man, cô là người mẫu cho nhiều nhãn hàng trong nước và quốc tế. Ngoài ra, cô còn thường xuyên tham gia từ thiện. Gần đây nhất, trong tháng 4 vừa qua, cô đã mang SNSD đến Việt Nam trong concert từ thiện Green Together. Nam diễn viên Jung Kyung Ho cũng không kém cạnh. Anh sinh năm 1983, khởi nghiệp diễn viên từ năm 2004. Anh còn là con trai của đạo diễn Jung Eun-yeon. Mặc dù vậy, anh không được cha tác thành việc tham gia vào ngành giải trí. Anh đã đấu tranh với cha suốt một thời gian dài để theo đuổi đam mê của mình. Anh được khán giả biết đến qua các phim Xin lỗi anh yêu em 2004, Time Between Dog and Wolf 2007, Smile You 2009, Hustle City 2013, Funny Fry Nurses 2015, Missing Nights 2017. Cho đến hiện tại, Soyeon, SNSD và Jung Kyung Ho đã không còn ngần ngại khi nói về nửa kia trước ống kính máy quay. Sự chân thành không gì có thể lay chuyển của hai người đã khiến người hâm mộ K-pop và K-drama tin vào tình yêu đích thực. Sau 9 năm hẹn hò, cặp đôi vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, ngày càng khẳng định tình yêu dù không thường xuyên công khai thể hiện, xứng đáng là cặp đôi vàng của K-pop.